Khoa Park phản hồi tin đồn thả thính DJ Gần đây, thông tin nữ DJ xinh đẹp Mi đã chia tay người yêu khiến cộng đồng mạng xôn xao. Tự nhiên ngồi không Khoa Park cũng bị réo tên khi ồn ào chuyện tình cảm của nữ DJ và bạn trai Hồng Thanh. Cụ thể, trên nhiều diễn đàn đang bàn tán xôn xao về dòng bình luận của một tài khoản được cho là của YouTuber nổi tiếng Khoa Park đang tán tỉnh DJ Bài đăng này khẳng định Khoa Park cao giáo có tướng lại nhiều tiền, Mi yêu không. Bên cạnh đó, Tài khoản này còn buông lời mỉa mai ngoại hình của diễn viên Hồng Thanh vì cho rằng anh không xứng với Mi đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Phát ngôn này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên nền tảng TikTok. Thế nhưng, nếu xem kỹ khán giả sẽ nhận ra đây chỉ là tài khoản giả mạo nam YouTuber nổi tiếng. Tuy nhiên, tin đồn trên đã lan truyền khắp cõi mạng. Không để sự việc đi quá xa, ngay lập tức Hoa Bắc đã lên tiếng về tin đồn này. Anh khá bức xúc khi bị déo tên vào những chuyện không đáng có đồng thời khoa park khẳng định đây là lần đầu nghe đến tên Dizimi. tự nhiên đang đi du lịch campuchia lên đọc bình luận thấy bị chửi vụ tôi với em dj mà tôi lần đầu nghe tên nữa cứ mỗi lần showbiz có ai cũng déo tên tôi nhét chữ vào mồm tôi hoài vậy khoa park bức xúc người hâm mộ khoa park cũng bàn tán sôi nổi bên dưới bài đăng và cho rằng tài khoản kia là giả mạo và có ý mượn tên khoa park để câu view như sau đang yên đang lành cũng bị déo nữa có người còn khẳng định Đọc kiểu comment là biết không phải cách nói chuyện của khoa rồi. Chắc chỉ tranh thủ câu view thôi, mấy thánh trên top top đồn ác lắm. Được biết, DJ Mi tên thật là Trương Tiểu Mi, sinh năm 1995. Nữ DJ sở hữu gương mặt xinh như búp bê nên người hâm mộ thường gọi cô là búp bê DJ. Mi được khán giả biết đến khi đảm nhận vị trí DJ tại Rap Việt mùa đầu tiên. DJ Mi và Hồng Thanh bắt đầu hẹn hò từ năm 2020. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những video hài hước kể lại cuộc sống hạnh phúc của hai người và được cộng đồng mạng yêu mến. Vào ngày 2 tháng 11, ekip của Mi thông tin nữ DJ và Hồng Thanh đã đường ai nấy đi sau 3 năm gắn bó. Động thái của DJ My hậu chia tay với Hồng Thanh ra sao? Sau khi đại diện công ty quản lý của DJ My và Hồng Thanh xác nhận với truyền thông rằng cặp đôi đã chia tay sau 3 năm hẹn hò. Vào tối ngày 2 tháng 11, Mi đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội. Người đẹp đăng tải video kèm dòng chú thích, nhưng tôi chỉ muốn thấy em. Bên dưới phần bình luận người hâm mộ đã bày tỏ như sau, vậy là kết thúc buồn, theo dõi anh chị từ những ngày đầu, mi sinh nhất khi không thuộc về ai. Tự nhiên em thấy buồn quá à, chúc chị có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha.